Cái gì ghê vậy? Có thể là hàng cấm hay là có thể là khi ngoài trong đó đó. Ghê hả? Ghê ghê vậy? Ghê vợ là hai cha con không? Ờ ghê vậy là tao với mày. Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 360 Gia đình Việt. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip của nghệ sĩ Hài Hoài Linh và vợ chồng diễn viên Lâm Vĩ Dạ, Hướng Minh Đạt đang biểu diễn tiểu phẩm hài ở một sân khấu hội chợ trong dịp nghỉ lễ. Đáng nói là phía dưới sân khấu, khán giả đều giữ im lặng, không cười trước màn tấu hài của các diễn viên. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận được rất nhiều lời bình luận của khán giả. Bên cạnh những chia sẻ thể hiện sự bất ngờ trước phản ứng của khán giả khi xem nghệ sĩ Hoài Linh, Lâm Vĩ Dạ, Hướng Minh Đạt biểu diễn, cũng có không ít người cho rằng clip này chỉ là một phần trong tiểu phẩm của các nghệ sĩ. Nhất là ở một đoạn clip khác của buổi biểu diễn, khi MC hỏi khán giả có muốn nghe nghệ sĩ Hoài Linh hát hay không, nhiều người đọc thành rằng muốn. Về phía Hướng Minh Đạt đã lên tiếng làm rõ vụ việc nói trên. Nam diễn viên chia sẻ, hôm đó không khí rất tốt, đoạn clip được phát tán ngay khúc các diễn viên đang giao đãi, không trọn vẹn cả tiểu phẩm. Mọi thứ đều ổn, không như mọi người đang nghĩ đâu. Khán giả rất vui vẻ. Anh Linh còn ở lại hát 4-5 bài theo yêu cầu của khán giả. Theo đó, nam nghệ sĩ cùng Hướng Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ đã cùng nhau biểu diễn một tiết mục hài, đem lại cho khán giả nhiều tiếng cười. Đáng chú ý, ở phần cuối tiết mục, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã bất ngờ có hành động quỳ gối để tri ân khán giả khiến nhiều người có mặt sững sờ. Cụ thể, khi được một khán giả xin chữ ký, nam danh hài đã quỳ xuống để ký tặng, sau đó còn vui vẻ trao lại giấy bút cho khán giả kèm nụ cười duyên dáng. Có thể thấy Hoài Linh trân quý vô cùng tình yêu thương mà khán giả dành tặng cho mình, đặc biệt là sau những ồn ào không đáng có trước đây. Việc Hoài Linh đi diễn hài ở một hội chợ tại Tiền Giang khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ vì cho rằng sân khấu này không tương xứng với danh tiếng của anh trước đây. Có thể nói bê bối tiền từ thiện đã khiến cho sự nghiệp của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh lao đao ít nhiều. Dù Hoài Linh đã được chứng minh là không hề động vào số tiền khán giả gửi về ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung mà chỉ chậm giải ngân so với kế hoạch, nhưng mọi người vẫn mất niềm tin và không còn ủng hộ nam danh hài nhiều như trước kia. Trước sự cố, Hoài Linh là ngôi sao số 1 ở showbiz Việt. Mỗi vai diễn dù là trên phim hay kịch đều được khán giả yêu thích, là bảo chứng phòng vé của các mùa phim Tết. Sau thời gian ẩn để chờ mọi chuyện lắng xuống, Hoài Linh bắt đầu tái xuất nhưng không gặt hái được thành công như xưa. Phim điện ảnh Mến Gái Miền Tây mà anh tham gia có doanh thu phòng vé rất thấp. Nhiều khán giả còn thắc mắc vì sao Hoài Linh từng tuyên bố ngưng giả gái nhưng nay lại tiếp tục đóng vai phụ nữ trên phim. Việc các nghệ sĩ biểu diễn tại hội chợ thì không có gì lạ, nhưng Hoài Linh đã lâu không xuất hiện tại những địa điểm tương tự nên càng khiến mọi người thấy khó tin. Chuyện một nghệ sĩ dính ồn ào và trở lại sau đó luôn nhận những ý kiến trái chiều của khán giả không phải là hiếm. Tuy nhiên, với nghệ sĩ Hoài Linh, dù đã nửa năm từ khi anh được minh oan chuyện từ thiện, nhưng lỗi lầm của nam nghệ sĩ vẫn bị khán giả nhắc đến mỗi khi anh tái xuất ở một hoạt động nghệ thuật. Trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh từng được mệnh danh là một trong số những nghệ sĩ gạo cội lập nhiều kỷ lục khi tham gia mạng xã hội. Cụ thể, thời điểm mới tạo tài khoản YouTube, chỉ trong 2 tháng anh đã đạt nút vàng. Tuy nhiên, sau ồn ào theo social blend mới đây, kênh YouTube Nguyễn Võ Hoài Linh của nghệ sĩ Hoài Linh đã bị tụt giảm số lượt đăng ký, kéo theo số tiền mà kênh kiếm được cũng xuống thấp. Ở lĩnh vực phim ảnh, Mến Gái Miền Tây có sự tham gia của Hoài Linh ra mắt từ ngày 25 tháng 3 đến khi rời khỏi rạp chiếu chỉ thu hơn 7 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những phim điện ảnh có doanh thu thấp nhất mà nam nghệ sĩ từng tham gia. Hồi tháng 1, nghệ sĩ tham gia Vỡ Lạc Giữa Biển Người, một trong 26 tác phẩm dự thi liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam, được hội đồng nghệ thuật của hội diễn trao huy chương vàng. Tuy nhiên, thành tích này lại bị khán giả phản ứng vì cho rằng anh vừa mới dính ồn ào từ thiện đã được nhận giải như một cách tẩy trắng cho việc ngâm tiền từ thiện miền Trung. Hàng loạt sự việc vô tình đẩy nghệ sĩ Hoài Linh rơi vào thế khó. Việc anh trở lại là sự động viên, cổ vũ của không ít đồng nghiệp. Nhưng chính việc diễn chung với các nghệ sĩ khiến vở diễn, phim ảnh của họ bị ảnh hưởng do có sự xuất hiện của nghệ sĩ Hoài Linh. Còn nhớ vào cuối năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh có quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh vì không có dấu hiệu tội phạm. Như vậy, sau thời gian dài phải chịu sự công kích từ nhiều bộ phận khán giả, danh hài Hoài Linh đã có thể khẳng định mình không ăn chặn tiền từ thiện. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn bị khán giả nhận định rằng đúng về lý nhưng sai về tình. Thời điểm này, Hoài Linh dễ dàng lấy lại vị thế và chỗ đứng vốn có vì trắng đen đã rõ ràng, mọi chuyện đã được sáng tỏ. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, mọi chuyện không còn dừng lại ở chuyện có hay không việc ăn chặn mà đã chuyển hướng sang một câu chuyện khác, đó là niềm tin công chúng không còn hoặc còn ít. Bởi hình ảnh trước khi scandal nổ ra của Hoài Linh là một nghệ sĩ chân quê, gần gũi với bà con nghèo, nhưng cũng chính việc thất hứa với bà con nghèo khiến cái sai của anh khó cứu vãn. Vậy nên, cho đến hiện tại, khán giả vẫn rất khó để đón nhận nam nghệ sĩ kể cả khi anh quyết định quay trở lại sân khấu hay không. Có thể một vài năm nữa, câu chuyện lùm xùm này sẽ vơi đi, nhưng những vết gợn sẽ còn mãi và đây có thể xem là scandal nặng nề nhất sự nghiệp của Hoài Linh.
Bằng chứng là hơn nửa năm trôi qua, từ một nghệ sĩ có miếng hài duyên dáng, chỉ cần xuất hiện là khán giả thì cười, nhưng bây giờ cũng vẫn những miếng hài duyên ấy. Khán giả lại cười một cách gượng gạo, yếu ớt như trong đợt biểu diễn dịp lễ vừa qua. Vậy mới thấy khán giả hiện tại đã không còn dễ tính như trước. Họ sẵn sàng quay lưng với một thần tượng nếu bị mất niềm tin. Cũng như câu chuyện của Sơn Tùng MTV thời gian qua, ai cũng khẳng định anh có tài, sáng tạo. Nhưng việc tạo ra một tác phẩm gây tiêu cực đến xã hội vô tình khiến khán giả sẽ đắn đo, sẽ khó quên một vết đen trong sự nghiệp của anh. Ừ, cái chặt chỗ này hùng sáng giờ kiếm không ra căn nào hết trơn. Cái gì cũng phải từ từ chứ, tôi nói chắc chắn là chắc chắn mà. Chắc gì phải chắc thôi nha. Vô đi. Hello. Dạ, xin chào quý khách ạ. Có cái menu. Dạ đây ạ. Ừ. Mất lịch sự. Gì? Sao ông không hỏi tôi thích cái gì? Ông tự động order là sao? Nè. Để đó tôi. Cái gì vậy? Ông kêu luôn đi. Là sao? Cái gì mà mười mấy tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ không? Có cái gì mà có sinh tố mật phở? Mật là mật, phở là phở, sinh tố là sinh tố. Tại sao trộn lộn ba thứ mật phở sinh tố vô đây? Trời ơi, người ta là sinh tố mật phố ông ơi. Phố chứ không phải phở. Tôi mệt quá rồi, mắt quăng gà. Chào quăng gà. Cũng dằn. À, chú em, tôi đây là đúng mấy cái món tôi thích đó. Cho tôi order cái xin lỗi, cái bó... chúng tôi không bán. Không bán? Thì trên đây là cái gì? Đây là nhà, là đất, là bất động sản. Tôi biết. Và tại sao không bán? Bởi vì đây là thổ gia bà. Thổ gia bà. Không bán, tôi thấy có cái gì nó sai sai nữa nha. Không có gì sai cả. Không có gì sai. Không sai là sao không bán? Tại ông lanh chanh chứ sai sai cái gì? Giỡn với ông chơi thôi. Đâu phải muốn mua là được. Đây muốn mua phải có bài bản đàng hoàng. Khi tôi cầm cái thẻ này tôi dẫn ông vô đây. Không phải là đơn giản đâu. Để đó tôi. Ừ. Em chào quý khách. Cảm ơn em. Đây là anh Tài, bạn của anh. Dạ em chào anh. Thấy chưa, thấy chưa? Vô liền thấy không? Vô liền thấy không? Ở đây là thổ gia đấy ha. Chính xác thưa quý khách. Bán cái căn kia nha. Căn kia, xin lỗi, chúng tôi không bán. Bán một nùi ở trả luôn được không? Xin lỗi, nhà không phải đóng rau, chúng tôi không bán. Tôi thấy là sai lắm rồi đó nha. Không có gì sai hết, xin lỗi, chúng tôi đóng cửa. Thái độ gì đây? À, mày muốn đuổi khách à? Mất lịch sự gì vậy chứ? Dạ, dạ, không có gì. Tao nói cho mày biết nha. Tao đây là Hoài Shipper, đàn em của Tài Chó Điên đó. Tài Chó Điên là... Ở đây có bao nhiêu Tài? Chỗ này tên Tài Chó Điên đó. Mày muốn gì? Muốn gì? Mày đuổi khách hả? Dạ. Sao? Dạ, không. Mày sao? Sao? Xin chào quý khách. Tôi muốn gọi món. Xin lỗi, chúng tôi không bán. Thổ gia có nhà không? Có thổ, nhưng chưa có gia. Gia có độ, thổ có công. Chú có muốn dùng thêm món nào nữa không? Rêu Sài Gòn hoặc rêu công nghệ. Cảm ơn quý khách. Đi. Nè, cái này sai dữ lắm đó nha. Đi lậu mà chứ người ta sai. Bạn của tôi đó. Xin mời mọi người. Thank you.
Sao tôi thấy càng ngày nó càng kỳ quái đó. Cái gì mà ba bán nhà rồi lại không bán, còn phải có ám hiệu mới được vô. Thì chắc mua nhà hiệu nên mới phải có ám hiệu. Thôi cứ đi đại vô đi, ổng đi rồi kìa. Bà Địa Lam chính là người chiến thắng. Ngồi đi, ngồi đi. Biết cái gì mà ngồi. Ra ngoài, yên tâm. Hey. Bà nội mày. Nè ông Linh, nói với trò của ông á, coi chừng tôi á. Coi chừng hả mày? Nè, đúng rồi. Mày hả mày? Mày đứng lại cái gì bà làm? Bà dưỡng da mặt bằng mấy đít lá gai hả? Đánh bài hay đánh người như mấy cha? Tao hết dép rồi, còn tao than nữa. Thôi rồi nè, cứu tôi đi. Mày hả? Mày đứng lại, đứng lại. Cứu tôi đi. Mấy ông định hành hung người bằng dép hả? Mày né ra khỏi điêu lên. Đủ rồi, đủ rồi, mày đủ. Còn con chiếc à? Im đi. Ông bà mình có câu: mạnh dùng sức, yếu dùng trước. Vô đây là phải dùng bằng cái đầu. Ngồi xuống. Đây một chiếc nữa là hai kìa. Ông quay chơi tới đi, có gì tôi phụ ông. Lấy cái móc xì gì chơi, trên răng dưới củ từ mà chơi. Nè, có cái này, cầm lấy cái này, chơi tới luôn. Chơi thì chơi. Đến mức phải đưa thông tin nhà mình ra mạc vậy. Cái gì? Cái này nguyên cái nhà ông á hả? Ừ. Khỏi. Để quân tử nhất ngục, chơi tới luôn. Sao em run như vậy? Cái gì? Run rồi nào? Tay em run bạc bạc đó. Mày thành lạnh quá. Thôi được, không sao. Nè, thông tin nhiêu đây, chơi đủ không?